Ngày 26 tháng 7 năm ngoái, một thống kê xuất hiện khiến Man United méo mặt, còn các fan của họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Theo Transfermarkt, Man United là đội bóng có chi tiêu ròng lớn nhất trong 10 mùa giải gần đây với tổng số đạt 1,29 tỷ euro. Chi tiêu ròng là gì? Nó là chi phí mua sắm cầu thủ mới trừ đi doanh thu. Trong khi đó, Man United luôn lọt top những đội bóng kiếm tiền giỏi nhất thế giới và con số chênh lệch 1,29 tỷ kia cho thấy Quỷ Đỏ đã chi ra số tiền khủng khiếp như thế nào để mua sắm cầu thủ, nó lấn át cả khả năng kiếm tiền bá đạo của họ. Song, bất chấp việc chi nhiều tiền như thế, những thành công về mặt trận thành tích lại không đến với Man United. Tới thời điểm hiện tại, Man United đã không vô địch Premier League trong vòng hơn một thập kỷ. Quỷ Đỏ cũng thường xuyên bật bãi khỏi Champions League và không có ít mùa giải đã phải thi đấu ở chiếu dưới Europa League. Mùa này là ví dụ điển hình. Nói vậy để thấy rằng Manchester United không phải không thể hiện tham vọng giành danh hiệu, chỉ có điều là họ đã chi tiêu không hiệu quả mà thôi. Nói theo kiểu anh em Việt Nam thì MU mua ngu số 2 thì không ai dám số 1. Xếp sau Man United là Man City với mức chi ròng là 1,01 tỷ euro trong 10 mùa qua. Tuy nhiên, đừng vội hả hê vì trái ngược với đội bóng cùng thành phố, The Citizens đã cho thấy sự đúng đắn trong việc tuyển lựa cầu thủ bằng những thành tích trong sân cỏ. Ở mùa giải 2022-2023, Manchester City thậm chí còn giành cú ăn 3 danh hiệu, đó là FA Cup, Premier League và Champions League. Mùa trước, tuy chỉ bảo vệ thành công ngai vàng ngoại hạng Anh, nhưng Man City lại làm điều đó tới 4 lần, vẫn là một kỳ tích quá đỉnh. Các vị trí tiếp theo trong danh sách bạo chi lần lượt là Arsenal 1 tỷ euro, PSG 960 triệu euro, Chelsea 720 triệu euro, Barcelona 596 triệu euro, Newcastle 575 triệu euro, AC Milan 523 triệu euro và Tottenham 523 triệu euro. Trong danh sách này, bất ngờ là trường hợp của Real Madrid, đội bóng từng được mệnh danh là sở hữu những giải thiên hà các ngôi sao. Los Blancos chỉ chi tiêu ròng 250 triệu euro trong vòng một thập kỷ qua. Điều đó là kết quả của việc Real Madrid đã thay đổi chính sách chuyển nhượng những năm qua khi tập trung tìm kiếm những tài năng trẻ và hạn chế hơn thực hiện các bom tấn đắt tiền. Và thế là Man United bị chửi cho lên bờ xuống ruộng. Họ cứ cười Man City, cười PSG dùng tiền mua danh hiệu. Nhưng chính bản thân mình còn tồi tệ hơn khi dùng tiền để mua về các diễn viên hài, các gương mặt ăn tàn phá hại. Nguyên nhân của một phần là bởi họ mua sắm rất chậm chạp. Vào những năm dưới triều đại của Sir Alex Ferguson, Manchester United có được những thành công to lớn. Tuy nhiên, cái bóng của Ferguson đã che mờ đi hai vấn đề nghiêm trọng ít thấy được của đội bóng này. Đầu tiên là sự phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng đào tạo và chấm người của Sir Alex. Nếu ai có trí nhớ tốt hẳn không quên bản hợp đồng thảm họa BB khi mà Ferguson còn chưa xem cầu thủ này thi đấu bất kỳ trận nào. Phó mặc hết cho Ferguson, MU đã tạo ra một hệ thống tuyển trạch viên vô dụng. Vấn đề thứ hai, nghiêm trọng hơn rất nhiều nhưng dễ dàng được tha thứ bằng một câu nhận xét, đó là MU xưa nay không có duyên với các bom tấn. Thực tế là những bản hợp đồng thành công nhất của MU trong triều đại của Ferguson đến từ các cầu thủ ít được để ý, mới nằm trong dạng tiềm năng như Ronaldo, Van Nistelrooy, Wayne Rooney, Michael Carrick. Còn ở cái tầm siêu sao như Veron thì lại thất bại, Berbatov cũng chẳng thành công so với kỳ vọng. MU đổ lỗi là cái duyên mà không nghĩ rằng đội ngũ tuyển dụng của họ có vấn đề. Cuối cùng khi Ferguson nghỉ hưu đã chứng kiến một MU thảm họa trên thị trường chuyển nhượng. Các tuyển trạch viên của Manchester United được biết là nhiều nhưng không tinh. Dù được tổ chức trên phạm vi toàn cầu, mỗi năm 2 lần có mặt tại trại tập huấn Carrington để báo cáo tình hình. Nhưng kết quả báo cáo về là rất nghèo nàn, nuôi tốn cơm tốn gạo. Gary Neville, cựu danh thủ của Man United xếp hạng những bản hợp đồng theo 3 mức là thành công, trung bình và thất bại. Trong đó chỉ có 2 bản hợp đồng thành công và phần lớn là thất bại. Một trong những vấn đề lớn của Man United trong 10 năm qua là họ đã thay đổi liên tục về chiến lược cũng như thay thế những huấn luyện viên có triết lý khác nhau. Tôi đã thử phân tích về những bản hợp đồng của câu lạc bộ chiêu mộ trong 10 năm qua, không tính thủ môn thứ 3 hay cầu thủ gia nhập học viện bóng đá trẻ. Tổng cộng đã có 1,25 tỷ bảng được ném ra trên thị trường chuyển nhượng. Tôi đánh giá chỉ có 2 bản hợp đồng thành công của Man United. Đầu tiên là Bruno Fernandes. Những con số trong 2 năm qua cho thấy cậu ấy đã đóng góp nhiều cho câu lạc bộ. Người thứ hai là Ibrahimovic. Herrera, Shaw, Matic, Mata và kể cả Cristiano Ronaldo được xếp vào nhóm trung bình. Đáng ra CR7 đã có thể thành công nếu như không có động thái nổi loạn đòi ra đi vào mùa hè này. Còn lại 75% số bản hợp đồng của MU thất bại, 20% ở mức trung bình và chỉ có 4 hoặc 5% là thành công. Con số ấy cho thấy câu lạc bộ chuyển nhượng thảm họa tới mức nào. Tôi biết có nhiều lời đổi lỗi cho các cầu thủ. Tôi từng hào hứng khi chứng kiến Sancho, Varane và Cristiano Ronaldo tới Man United.
hay trong quá khứ, tôi từng nghĩ Di Maria là bản hợp đồng tuyệt vời. Tuy nhiên, nơi đây đã trở thành nghĩa địa cho những cầu thủ. Giờ đây, nhiều ngôi sao sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng xem có nên gia nhập Man United hay không. Nhưng một năm sau, mọi chuyện có vẻ đã khác. Ông chủ mới của Quỷ Đỏ, Sir Jim Ratcliffe không muốn đi vào vết xe đổ. Ngay trong bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên của Man United mùa hè này, chiến lược chuyển nhượng mới của họ đã được áp dụng. Joshua Zirkzee, dù là một tiền đạo tiềm năng hàng đầu châu Âu, nhưng cập bến sân Old Trafford với mức giá chỉ 35,6 triệu bảng. Ấn tượng hơn, ban lãnh đạo mới của MU còn thỏa thuận được mức lương chỉ 56.000 bảng mỗi tuần cho tân binh từ Serie A. Zirkzee đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều ông lớn tại châu Âu khi có 12 lần nổ súng cho Bologna mùa trước. Dù chỉ nhận về vé vớt để dự vòng chung kết Euro 2024 cùng đội tuyển Hà Lan, Joshua Zirkzee vẫn cho thấy bản thân có đủ năng lực để cạnh tranh trong đội hình của Man United. Quan trọng, thông qua thương vụ này, Man United đã gửi đi thông điệp rằng họ bắt đầu trở nên cẩn trọng, lọc lõi hơn trên bàn đàm phán thay vì cứ dùng tiền để làm mồi câu cho các mục tiêu. Sẽ không còn những bản hợp đồng trăm triệu đến phi lý như Anthony hay các ngôi sao dễ dàng lãnh vài trăm ngàn bảng mỗi tuần. Mức đãi ngộ trên trời chỉ xuất hiện với nhóm trụ cột đã khẳng định được tầm ảnh hưởng lên toàn đội. Đó là cách làm bóng đá bền vững và lâu dài. Đây là kết quả đầu tiên sau việc bổ nhiệm một loạt nhân sự nhà nghề và bộ máy lãnh đạo đội bóng của Sir Jim. Khi không còn những kẻ ngoại đạo quản lý, Man United có vẻ như đã biết cách làm bóng đá hơn. Thương vụ Lenny Choro lại cho thấy một cách mua sắm khác. Họ thất thế so với Real trong việc theo đuổi Choro vì không được dự Champions League như đối thủ mà chỉ đá Europa League mùa tới. Trung vệ 18 tuổi cũng thích thi đấu cho Real hơn. Song tác động từ Man United khiến Lin ép trung vệ Lenny Choro chuyển tới sân Old Trafford nếu như không muốn ngồi ngoài một năm. Trước sức ép từ Man United và Lin, Choro không thể giữ vững lập trường. Dù trước đó được cho là đã đạt thỏa thuận miệng với Real về việc đầu quân cho câu lạc bộ này vào mùa hè năm 2025, trung vệ 18 tuổi ký hợp đồng 5 năm với đội chủ sân Old Trafford. Vài tiếng sau khi công bố Kylian Mbappe, Real đã nhận cuộc gọi thông báo thương vụ Choro đổ bể. Đây là cú sốc thực sự cho đội ngũ chuyển nhượng của câu lạc bộ này, đồng thời là chiến thắng đầu tiên cho Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự, những người tiếp quản công việc điều hành chuyên môn của Man United vào đầu năm nay. Dấu ấn lớn trong thương vụ Man United chiêu mộ Choro thuộc về Omar Berada, giám đốc điều hành của Quỷ Đỏ và cựu cầu thủ Barca, Man City. Vài tháng trước, người đại diện của Choro, Jorge Mendes thông báo với Man United cũng như các câu lạc bộ khác như PSG, Liverpool rằng trung vệ này ưu tiên chuyển tới Real. Nhưng Berada đã không bỏ cuộc. Việc nẫng tay trên mục tiêu của Real, đội bóng đang dẫn đầu châu Âu về sức hấp dẫn với những cầu thủ tài năng, là tuyên bố đanh thép của Ratcliffe trong chiến dịch đưa Man United trở lại đỉnh cao sau thời gian dài núp bóng đối thủ cùng thành phố Man City. Và theo nhà báo Fabrizio Romano, Manuel Ugarte cũng đã đạt thỏa thuận miệng để gia nhập Old Trafford. Quả thật là một mùa hè quá nhanh, quá nguy hiểm. Các cổ động viên nói rằng Quỷ Đỏ này lạ quá, họ không quen, nhưng hãy tập làm quen dần đi vì từ bây giờ sẽ là một ekip tốt hơn nhà Glazer rất nhiều.